an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam Trần Văn Mạnh, 25 tuổi, ở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, nhằm điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội. Mạnh tự lập trang Facebook mang tên là Quỹ Từ thiện Cộng đồng từ tháng 5 năm ngoái và thường đăng hình ảnh của những hoàn cảnh khó khăn, sau đó chỉnh sửa cắt ghép lồng số tài khoản cá nhân của mình vào để kêu gọi cộng đồng quyên góp từ thiện. Bằng thủ đoạn này thì Mạnh đã thu được khoảng 600 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.